vì tham gia vay vốn ngân hàng mọi người vay vốn trong các định chế tài chính là có ngân hàng này có công ty tài chính có công ty cho thuê tài chính ha, mọi người ha và mọi người có biết đó là khi mà mọi người lệ thuộc vào cái kênh này đó cả nhà thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và rất là nặng nề bởi các công cụ tài chính và mọi người biết chính sách tiền tệ đó là một cái công cụ mà để điều hành giá cả của đồng tiền mọi người thấy rằng đó, là chúng ta đang ở trong một cái thứ nó gọi là, là làn sóng vay nợ lần thứ tư À, mọi người có biết là từ năm 1970 đó cả nhà Sau đó là kéo dài làn sóng vay nợ có nghĩa là giai đoạn nó tiền rất là rẻ Và ngân hàng nhà nước của các quốc gia điều hành giá của đồng tiền Và khi mà giá của đồng tiền rẻ chính là lãi suất rẻ đó cả nhà Lãi suất thấp Thì toàn bộ cái xã hội này là cả mọi người đổ xô vô vay nợ à, Doanh nghiệp thì vay nhiều hơn để sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn Cá nhân thì có thể là bán cái nhà này mua cái nhà khác to hơn Chúng ta bán cái xe này, chúng ta mua cái xe khác to hơn Nhưng mà chúng ta vay nợ đúng không ạ? À? Và như vậy thì nó bắt đầu một cái làn sóng vay nợ như vậy thì cái cuộc khủng hoảng đầu tiên là năm 1989 đó cả nhà. Nó là cuộc khủng hoảng của các quốc gia châu Mỹ Latin vay nợ của chính phủ Hoa Kỳ, của các ngân hàng của Hoa Kỳ với lãi suất rất rẻ. Bắt đầu khủng hoảng kinh tế này nó xảy ra từ khủng hoảng tài chính của à, khối đầu tư công. Sau đó đến năm 1997 mọi người nhớ không? Cuộc khủng hoảng thứ hai xảy ra. Đó là cuộc khủng hoảng bắt đầu ở đâu à? Ở Thái Lan đúng không cả nhà? Đồng bạc Thái. Đấy, Cuộc khủng hoảng này nó bắt đầu do khối tư nhân, à lúc này các doanh nghiệp vay vốn nhiều và xảy ra khủng hoảng cũng bắt đầu một làn sóng vay nợ rất là cao. Xong đến cuộc khủng hoảng thứ ba, à làn sóng vay nợ lần thứ ba thì kết thúc cuộc khủng hoảng kinh tế nó bắt đầu từ cái sự kiện nào mọi người nhớ không? Đó chính là năm 2008 đó cả nhà. Phá sản của ngân hàng Lehman Brothers bên Mỹ đúng không mà. Cái sự kiện khủng hoảng tại kinh tế này nó bắt đầu khủng hoảng tài chính là do cho vay dưới chuẩn của ngành ngân hàng. Rồi như vậy thì cái cuộc khủng hoảng đầu tiên năm 1989 là nó từ khối công, sau đó tới khối doanh nghiệp, sau đó tới khối ngân hàng. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng à, của làn sóng vay nợ lần thứ tư. Nhưng cái cuộc khủng hoảng này nó phức tạp hơn rất nhiều cả nhà. Nó bắt đầu bằng khủng hoảng xã hội của đại dịch Covid đúng không ạ? À? Sau đó là được kích hoạt bởi khủng hoảng địa chính trị. Và sau đó ngày hôm nay thì trở thành khủng hoảng à, kinh tế. Còn ba cái cuộc khủng hoảng trước đó là bắt đầu bằng khủng hoảng tài chính nha cả nhà. Còn ngày hôm nay thì nó phức tạp hơn rất nhiều. Như vậy thì mọi người thấy sau à, vào quý 1 năm 2022 đấy nhà, khi mà mọi người thấy Covid vừa cơ bản được kiểm soát đúng không? Và như vậy thì mọi người nghĩ là bắt đầu năm 2022 chúng ta sẽ bước vào một cái nền kinh tế rất là sôi động đúng không cả nhà? Và nó sẽ rất là phát triển. Thế nhưng mà điều gì xảy ra? ở à, khủng hoảng do địa chính trị xảy ra và làm cho lạm phát xảy ra trên toàn cầu hơn 90 ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kịp với cái đồng đô la Mỹ tăng giá. Như vậy thì Việt Nam không đứng ngoài. Thì như vậy ai vay một đồng ngày hôm đó thì đang vay lãi suất 8 9% đúng không cả nhà thì lập tức bùng một cái lên lại chứ suất 15 16% và chúng ta vay 1 tỷ thì chúng ta thành trả nợ 2 tỷ, có đúng không ạ? À? Và rất là nặng nề. Như vậy thì ngày hôm nay trong thị trường tài chính nó còn một thị trường khác, à đó chính là thị trường vốn cả nhà. Thị trường vốn, thị trường vốn nó thông qua hai công cụ đó chính là trái phiếu và và cổ phiếu. Và mọi người có biết đó, tức là trên thế giới đó, tất cả các doanh nghiệp đó, người ta tiếp cận cái nguồn vốn từ cái thị trường vốn nhiều hơn rất nhiều so với thị trường tiền tệ. Thế nhưng mà khi mà họ, ở Việt Nam mình, đó, khi mà chỉ hỏi như vậy thôi, thì trong cả khán phòng này mọi người đều đồng loạt trả lời là ngân hàng. Như vậy thì chứng tỏ là toàn bộ nền, nền kinh tế của Việt Nam lệ thuộc vô cái nền cái công cụ thì thị trường tiền tệ hoàn toàn. Mà chúng ta còn rất ít biết về thị trường vốn. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay thì anh sẽ mở một cái con đường này cho mọi người. Như vậy thì quay trở lại đi. Chúng ta bắt đầu với một cái đơn giản nhất ha mọi người ha. Thì À, ví dụ như anh phúc đi, anh phúc ngày hôm nay anh phúc sẽ bắt đầu khởi nghiệp, anh phúc sẽ tới một cái công ty như vậy thì giống như tất cả các anh chị em ngồi ở đây khi chúng ta mở một cái công ty đấy các mọi người, thì chúng ta cái điều đầu tiên chúng ta cần tiếp cận nguồn vốn thì kênh đầu tiên chúng ta tiếp cận là đâu ạ à? à sau khi chúng ta có một cái tích lũy cá nhân, chúng ta có thể là vay thêm người thân đúng không ạ? À? Nhưng mà sau khi chúng ta có sản phẩm mà chúng ta tung ra thị trường rồi, thì bắt đầu chúng ta có thể có một cái kênh để chúng ta huy động được nguồn lực về vốn, đó chính là à nhà cung cấp. Đúng không mà mọi người cứ làm một thứ đó chính là chiếm dụng vốn của nhà cung cấp đấy cả nhà. Chiếm dụng vốn nhà cung cấp là cái cách thức mà ví dụ như những cái siêu thị mà mọi người thấy trong những cái Iamon hay là Vạn Hạnh Mon nó tên làm gì nhỉ? Miniso đúng không cả nhà? Rất nhiều cái hệ thống siêu thị dạng đó, mọi người có biết cái chiến lược của họ là về giá và cái việc họ có thể đưa ra được những cái sản phẩm mà đồng giá một đô hai mấy ngàn đó. Được như vậy đó chính là nhờ họ rất là ép nhà cung cấp phía phía sau, họ đặt hàng các nhà cung cấp số lượng rất là lớn và làm cho các nhà cung cấp đó lệ thuộc họ, họ rất là nhiều. Và thế là nếu như mà càng ngày thời gian công nợ, cái room công nợ càng lớn lên và thời gian công nợ càng dày ra, như vậy thì nhà cung cấp bị lệ thuộc cho họ bắt buộc phải theo họ và giờ cái đó mà họ có được cái cái đầu ra như vậy. Rồi, nhưng mà thôi, cái tiếp tục cái đó là đầu đầu vào đi, tới đầu ra thì chúng ta có một nguồn để tìm kiếm nguồn lực vì vốn nữa đó chính là là khách hàng của mọi người đấy. Mọi người có thấy là những cái những cái tập đoàn đa quốc gia lớn về F&B ví dụ như là Starbucks đi à mọi người thấy người ta đa những cái chính sách về membership này cả nhà đúng không ạ à? khách hàng có thể nạp tiền trước vào trong cái thẻ thành viên và sau đó ví dụ như một ly là 10, 10, 100 ngàn đi thì 10 ly phải là một triệu đúng không ạ à? nhưng người ta có thể sử dụng 10 ly nước mà chỉ với giá 900 ngàn 800 ngàn nhưng bắt buộc phải nạp tiền vô trước và mọi người có biết chỉ một chiến lược như vậy thôi Starbucks nó trên toàn cầu nó thu được bao nhiêu tiền mặt không mọi người đó là cách chúng ta có thể huy động vốn à, đầu vào rồi đầu ra rồi như vậy thì nếu mà chúng ta tận dụng triệt để quá những cái cách thức này thì có ai chơi với chúng ta không mà? không đúng không à, đối tác họ bỏ chúng ta làm việc với bên khác rồi như vậy thì ngày hôm nay chúng ta nếu mà có nhu cầu thật sự nhiều hơn về nguồn lực về vốn thì chúng ta bắt buộc phải đến với thị trường tài chính thì lúc nãy như anh có nói rồi thị trường tài chính nó sẽ có hai thị trường con một đó chính là định chế tài chính rồi tiếp tục đó chính là chúng ta tiếp cận đến thị trường vốn thì ngày hôm nay nó có trái phiếu và cổ phiếu nhưng chúng ta không đề cập tới trái phiếu mà ngày hôm nay cái điều như anh muốn chia sẻ với mọi người đó chính là là cổ phiếu à, đó chính là ngày hôm nay anh phúc sau một thời gian mở công ty và anh phúc quyết định là đi theo chiến lược kêu gọi nguồn lực về vốn thông qua việc phát hành cổ phần cổ phiếu và như vậy thì chỉ có một loại hình doanh nghiệp có thể làm được điều này thôi cả nhà đó chính là công ty cổ phần à, ngày hôm nay nếu ai đang là doanh nghiệp tư nhân ai đang là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hai thành viên thì bắt buộc phải lên công ty cổ phần thì mới có thể đi theo chiến lược này như vậy thì xác định anh phúc sẽ phát hành cổ phần cổ phiếu và mọi người có biết không anh phúc rất là nỗ lực cái ngày mà vốn điều lệ anh mở công ty này có giá có 5, 5 tỷ đồng thôi sau một thời gian thì anh phúc nỗ lực đẩy cái công ty này lên đạt được cái tiêu chuẩn à, để đưa lên cái chợ có tiêu chuẩn cao nhất ở việt nam à, nhưng mà trước đó quay quay trở lại cái điều này đi mọi người à, bây giờ chưa nói lên chợ gì cả mà chỉ nói bây giờ anh phúc mà. Anh Phúc đang kêu gọi nguồn lực về vốn như vậy thì ví dụ như ngày hôm nay Anh Phúc kêu gọi um, anh Thủy nha, anh Thủy là một nhà đầu tư là một co founder vào công ty của Anh Phúc và như vậy thì sau đó Anh Phúc gọi vốn thêm cả chị Hiền nữa rồi như vậy thì đến một cái giai đoạn công ty nó bước vào một cái giai đoạn nó gọi là khủng hoảng cổ đông có nghĩa là cái giai đoạn mà doanh thu nó chưa có tăng trưởng như kỳ vọng và hoạt động kinh doanh nó gặp trục trặc thì lúc này tự nhiên một ngày anh Thủy đến mọi người anh Thủy gặp anh Phúc và anh Thủy nói rằng phúc ơi cho mình đội cho mình lấy lại tiền mình đang cần tiền quá mình đang vay ngân hàng mà đang ngân hàng không có tái cấp lại thế là anh phúc nó không được tiền này mình đã đầu tư vô mấy cái hệ thống cửa hàng rồi bây giờ tiền đâu mà trả tiền đâu mà trả đúng không mà thì lúc này á anh thủy có anh thủy sẽ quay trở lại anh quay ra anh thủy nói là không được như vậy giờ trả lại cho mình đi không thì mình sẽ công bố thông tin bí mật của công ty ra ngoài anh phúc không có muốn tệ hơn là anh thủy thời giang hồ luôn mọi người có không mà không, không phải trường hợp này, nhưng mà ai đang có công ty cổ phần ngoài kia chắc chắn là anh chị em từng trải qua nỗi đau, khủng hoảng cổ đông, có mọi người, đúng không? Như vậy thì bây giờ cách đầu tiên đó chính là anh Phúc phải quay trở về nhà và anh Thủy, anh Phúc cầm cố nhà cửa để lấy tiền trả lại cho anh Thủy. Nhưng mà anh Phúc thì rất là, rất là kh... bây giờ anh Phúc không còn nhà cửa nữa, thì anh Phúc chỉ còn một con đường thứ hai thôi, đó chính là anh Phúc phải kêu một cái tổ chức khác vào mua cái công ty. Thì khi mà mua mà làm cho trên 50% cổ phần thay đổi, hoặc mất đi thì nó gọi là M&A đó cả nhà, thâu tóm và sáp nhập. Thì khi mà có một tổ chức khác mua lại công ty này thì như vậy thì nó sẽ tất cả các thành viên sẽ được nhận tỷ lệ góp vốn có đúng không ạ? À? Rồi, nhưng mà anh Phúc là một người rất là tâm huyết với cái dự án này và anh Phúc thì không có muốn cái cách này xảy ra. Do vậy mà bây giờ chỉ còn một cái cách nữa thôi mọi người, đó chính là đưa cái công ty này lên chợ đi. Nếu đưa lên chợ thì khi đó thì anh Thủy chị Hiền hay các những nhà đầu tư sẽ thoải mái mua bán trên đó sẽ không ai phải chịu trách nhiệm cái mua lại cổ phần này cả thì như vậy theo mọi người ở Việt Nam mình có ba cái chợ để mà mua bán hàng hóa là doanh nghiệp. Cái chợ đầu tiên đó là Upcom đúng không cả nhà? Cái chợ thứ hai đó là HNX và cái chợ thứ ba đó là HOSE. Thì hai cái ba cái chợ này được bạn quản lý bởi hai cái ban quản lý chợ. Cái ban quản lý chợ đầu tiên đó là Sở Dịch Chứng khoán Hà Nội. Và cái thứ hai đó chính là Sở Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy thì cái 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 ban quản lý chợ và cái chợ có tiêu chuẩn cao nhất tại Việt Nam với mọi người. Nó có cái tiêu chuẩn đó là 120 tỷ vốn điều lệ thực góp không có lộ lũy kế ROE -e trên 5% à, lợi nhuận liên tục 2 năm có lời chỉ cần anh Phúc đạt được những cái điều kiện đó thôi là anh Phúc sẽ được lên chợ vậy thì bây giờ xong mấy năm anh Phúc rất là nỗ lực và đưa công ty này từ cái ngày vốn điều lệ chỉ có 5 tỷ đồng lên 120 tỷ vốn điều lệ thực góp là lập tức anh Phúc có thể vào lúc 9 giờ sáng đấy mọi người phát tại số 1 đăng Kỳ khởi nghĩa đấy là cái nơi mình nhận công tác gần 2 năm ở đấy thì là sở dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thì là chính thức là cổ phần cổ phiếu của anh Phúc sẽ được niêm yết ra đại chúng thì như vậy đấy sẽ có rất nhiều nhà đầu tư thời điểm đó nhảy vào thâu tấm cổ phần này và mọi người có thấy không? cổ phần IPO một, à, một phát lên 60.000 đồng một cổ phần rất là thành công thế nhưng mà 6 tháng sau tự nhiên tất cả những nhà đầu tư chiến lược này những nhà đầu tư lướt sống này họ thoái vốn một phát là cổ phần cổ phiếu của công ty Anh Phúc rớt xuống còn có 3.000 đồng như vậy thì Anh Phúc trước IPO trong IPO thì thành công nhưng mà sau IPO thì thất bại Mình thấy đó là vấn đề của rất nhiều các doanh nghiệp ở Việt Nam của chúng ta đó chính là do mà tại sao tại sao chúng ta không thể nâng hạng ngay Việt Nam chỉ trên có một cái xếp hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam để mọi người chỉ cao hơn một cái nhóm xếp hạng đó là không xếp hạng thôi. Mình đang là thị trường chứng khoán à, frontier market là thị trường chứng khoán cận biên. Chúng ta đang nỗ lực vào tháng 9 năm 2025 hy vọng chúng ta sẽ nâng lên được cái thị trường chứng khoán cái hạng của thị trường chứng khoán là mới nổi. Cao hơn đó nữa là thị trường chứng khoán phát triển. Và như vậy thì chúng ta đã đạt 7 trên 9 điều kiện rồi. Chúng ta chỉ còn hai điều kiện nữa thôi. Đó là room dành cho nhà đầu tư ngoại và đồng thời là cái việc mà nhà đầu tư ngoại được giao dịch nhưng khi mà trong tài khoản họ không có tiền chúng ta thỏa được hai điều, điều kiện này nữa là chúng ta lên được lên được hạn thế nhưng mà mọi người có thấy đây là bài toán con gà quả trứng đây cả nhà thật ra mở cái này dễ lắm không khó thế nhưng mà mọi người có biết chính là cái hàng hóa ở trong các siêu thị của việt nam mình là các doanh nghiệp đấy nó còn nhỏ quá cả nhà bây giờ chính phủ nếu mở cái vốn ngoại nhảy vào thì người ta ăn hết người ta thu tóm hết doanh nghiệp ở việt nam thế nhưng mà chính phủ cũng rất là muốn bởi vì nếu đóng cái cửa đó lại và toàn bộ cái khán phòng này chỉ có nhiêu đây chơi với nhau, như đây chơi với nhau ngày qua ngày thì toàn bộ trong này chỉ có nhiêu đó tiền luân chuyển và không thể giàu hơn được, không ai giàu hơn được. Vậy thì muốn giàu hơn thì mở cái cửa đó ra và cho những nhà đầu tư ngoại vào. Nhưng mà cho nhà đầu tư ngoại vào ở trong này yếu xìu thì trong này cũng chết hết. Như vậy thì làm sao để cho cái nội lực mình mạnh lên, làm sao để cho các doanh nghiệp mình lớn mạnh hơn thì đó là cái điều mà Sở Giao dịch Chứng khoán hay là Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam rất là mong muốn. Như vậy thì quay trở lại chúng ta, quay trở lại anh anh Phúc này. Anh Phúc không thể tiến tới một cái chiến lược là IPO trực tiếp như vậy bởi vì đó là cái cách mà hơn 99% các doanh nghiệp ngoài kia đang triển khai và nó xảy ra rất nhiều vấn đề bởi vì vốn hóa bé tẹo đúng không ạ? À? Có cả vài ngàn tỷ trong tay thì công một khác đó chính là anh Phúc sẽ chia nhỏ cái lộ trình gọi vốn ra trước khi tiến tới mục tiêu IPO anh Phúc có thể là sẽ gọi anh Phúc mở công ty này với vốn điều lệ là 5 tỷ. Sau đó thì anh Phúc sẽ gọi vốn cái phòng đầu tiên là gọi các co folder là những nhà đồng sáng lập. Đó chính là những nhà đầu tư chiến lược sẽ mình trong việc phát. Như vậy thì ví dụ như là anh Thủy đi, anh Thủy sẽ đầu tư vào cái công ty của anh Phúc là 10 tỷ, 10% cổ phần. Thì như vậy lúc này vốn của công ty anh Phúc là bao nhiêu à trăm tỷ đúng không à? à sau đó anh Phúc mới tiến hành gọi vốn à, các nhà đầu tư thiên thần, anh Phúc liên, liên kết với những cái tổ chức các nhà đầu tư thiên thần thì anh Phúc cái vòng này là 30 tỷ cho 30 à cho anh Phúc phía dụ chia loãng ra là 30 slot slot 1 tỷ. Thật sự như anh chia sẻ với mọi người là không nên gọi vốn nhiều như vậy, nhưng mà trong giai đoạn chúng ta là giai đoạn gì ạ? À? à? mùa đông của gọi vốn. Do vậy mà chúng ta phải chia nhỏ các slot ra như vậy thì để, để cho các nhà đầu tư dễ tiếp cận đến với chúng ta. Thì như vậy thì anh Thủy à, anh Phúc sẽ gọi cái vòng vốn này là 30 tỷ cho 10% phần. Như vậy sau cái vòng này valuation của anh Phúc là bao nhiêu ạ? À? 300 tỷ đúng không à? Rồi. Sau đó thì uh, không chơi cá nhân nữa, bởi vì cá nhân rất là rủi ro, chính người mười ý mà hơn thế nữa là nếu gọi cá nhân quá nhiều thì anh Phúc có nguy cơ sẽ dính vào cái gọi là niêm yết bắt buộc cả nhà. Niêm yết bắt buộc có nghĩa là khi công ty đạt 30 tỷ vốn điều lệ và có ít nhất 10% cổ phần với ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ thì như như này mới bắt buộc phải phải đưa công ty lên các các ban quản lý chợ để mà họ kiểm soát. Như vậy thì anh Phúc chưa muốn. Như vậy thì anh Phúc bắt đầu tiến hành gọi vốn các quỹ đầu tư à upside lên tổ chức. Thì như vậy thì lúc này anh Phúc có thể gọi vốn các quỹ đầu tư với số tiền là 100 tỷ cho 10% cổ phần pha loãng tiếp theo. Như vậy thì lúc này valuation công ty này là bao nhiêu à? Giá trị công ty anh Phúc là bao nhiêu mọi người? Ngàn tỷ đúng không ạ? À? Sau đó thì anh Phúc mới đến với cái thị trường vốn hóa lớn nhất, đó chính là là IPO À, và IPO với cái mức vốn hóa là 2 chấm đến 3 chấm là bình thường đúng không cả nhà? 2 ngàn đến 3.000 tỷ. Thì lúc này cái giá trị của công ty anh mới thật sự lớn. Và mọi người biết cái ai trên thế giới áp dụng cái chiến lược này không ạ? À? À, nó là Google, nó là Tesla, là Facebook, là Amazon, và Alibaba, là tất cả các công ty hàng đầu trên thế giới họ áp dụng chiến lược này. Và ở Việt Nam đó chính là là Tiki này cả nhà, là Momo này. Và bậc thầy ở Việt Nam đó là Vingroup. Momo gọi vốn vòng Syria đến mọi người. 258 triệu đô từ công ty bảo hiểm à, à từ tổ chức định chế tài chính là Mizuho Bank đưa định giá của Momo lên 2 tỷ đô trở thành kỳ lân thứ tư của Việt Nam Và mọi người có biết trên thế giới có hơn 1000 kỳ lân và Trung Quốc à là Mỹ là đứng đầu trong nhóm đó với gần 600 kỳ lân trên thế giới và Trung Quốc là hơn 300 kỳ lân và đứng thứ ba là Ấn Độ với hơn 60 kỳ lân. Việt Nam mình hiện nay có 4 kỳ lân thôi. Và mọi người thấy không? Mỹ và Trung Quốc ấy, dân số của họ chiếm 1 à chiếm 1/4 thế giới cả hai quốc gia đó cộng lại là một phần tư thế giới nhưng số lượng kỳ lân của họ là chiếm ba phần tư của thế giới cái điều này nó rất là phổ biến và những cái thị trường quốc gia đó doanh nghiệp họ tiếp cận cái nguồn vốn từ cái thị trường vốn nhiều hơn rất nhiều so với thị trường tiền tệ nha mọi người rồi đây là cái cách đó chính là chúng ta chia nhỏ lộ trình gọi vốn ra rồi quay trở lại tiếp theo mọi người có thấy một cái game show mà nó đi đến hơn 40 quốc gia rồi và cái game show cho thấy một cái sức mạnh của cơ chế vốn là như vậy đó cả nhà mọi người có thấy trong cái chương trình truyền hình không sắc tay là các sắc các nhà đầu tư luôn hỏi luôn trao đổi với doanh nghiệp về à, khi nào vậy thì anh đầu tư dự án này là tỷ số vốn như thế nào nào hòa vốn break even vân vân nhưng mọi người có biết thật sự các điều nhà đầu tư mong muốn đó là gì không mọi người không phải là lợi nhuận của mọi người đâu mà cái điều mà nhà đầu tư thật sự mong muốn đó chính là mọi người phải tăng giá trị qua các vòng vốn tiếp theo và mọi người muốn được cái cơ chế thoái vốn một là bán công ty này đi một cái giá rất cao hai là đưa nó lên chợ đi để nhà đầu tư thoái vốn. Mọi người có thấy cái trường hợp của Mekong Capital họ đầu tư 3,5 triệu đô cho 35% cổ phần của thế giới động đấy. Thì sau khi thế giới động IPO thành công họ thu về 199,6 triệu đô. Và cái số tiền này nó gấp 57 bảy từ ban đầu của họ. Và đó mới là cái điều nhà đầu tư Đó mới là cái điều mà công ty bảo hiểm AIA khi đầu tư 258 triệu đô vào Tiki đấy mọi người. Là gần 6 ngàn tỷ tiền Việt Nam. Cái điều đó là họ muốn chứ họ không có phải là muốn Tiki trả lãi cho họ hàng năm mọi người. Bây giờ giả định Tiki có lãi nha. Bây giờ Tiki đang đang lỗ đấy cả nhà. Báo chí đăng đấy. Giả định Tiki có lãi trả cho họ một cái tỷ suất biên lợi nhuận là 10% một năm thì bao lâu hòa vốn à? ROI 10% thì 10 năm mới hòa vốn đúng không cả nhà? Nhưng mà có phải là 10 năm không? Không, tiền còn mất giá nữa, nó còn lạm phát. Như vậy 13 14 năm thì họ mới hòa vốn, nhưng mà biết 13 14 năm Tiki còn tồn tại trên thế giới này không? Đúng không mọi người? Nên đó là lý do tại sao anh Thái CEO của Tiki khi mà IPO một phát. À, xin lỗi khi gọi vốn cái vòng Series đó xong, tức công bố báo chí Tiki sẽ IPO tại thị trường Mỹ. Đó mới là điều các nhà đầu tư thực sự mong muốn. Rồi, đây. Như vậy thì đây là công ty của anh Anh Phúc đây. Và anh Phúc đang cần một cái cần phát triển từ bây giờ đến tính tương lai và anh Phúc đang cần một cái số tiền là 10 tỷ đồng. Thì thay vì anh Phúc tiến tới à, tiếp cận vốn là từ các ngân hàng, người ha, thì anh Phúc có thể tìm, tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Các cách mà chúng ta mới nói đấy. Và như vậy thì nhà đầu tư thì không phải là chủ nợ nha mọi người. Nhà đầu tư là chung hội chung thuyền, có lời cùng hưởng mà có lỗ cùng chịu. Như vậy thì họ chỉ cần một cái đó chính là à, một kế hoạch kinh doanh khả thi thôi. Nhưng câu hỏi muôn thuở, tôi đầu tư cho anh tôi được cái gì? Anh Phúc phải cam kết một cái gì đó trả cho anh Thủy chứ. Thì đó chính là KPI đấy mọi người. KPI đó chính là là lợi nhuận sau thuế cam kết trả cho anh Thủy ví dụ như vậy nhưng mà cũng có những cái hoạt động kinh doanh ví dụ như mọi người đầu tư vào lĩnh vực công nghệ đi thì KPI trong những cái phòng receipt phòng seed phòng, phòng series A có thể nó là là user là thị phần chứ chưa phải là tiền tại lúc này nó chưa có thu được tiền tùy nha tùy mọi người đầu tư lĩnh vực gì rồi và câu hỏi muôn thở đó tỷ suất sinh lời của anh Phúc cho anh Thủy là bao nhiêu thì, thì anh Phúc nói là ok cái dự án này rất là tiềm năng và anh Phúc sẽ trả cho anh Thủy tỷ suất lợi nhuận là 20% rồi ok anh Thủy thấy cũng hợp lý đó nhưng mà anh Thủy sẽ hỏi câu tiếp theo bởi vì anh Thủy là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vậy chiến lược thoái vốn cho anh Thủy là gì? Không có đơn giản là mọi người chỉ có lấy lợi nhuận để nói chuyện với nhau mà nó còn là cơ chế thoái vốn thì lúc nãy như anh có chia sẻ rồi, trên đời này chỉ có hai cái cách thức để thoát ra khỏi một doanh nghiệp của chúng ta đầu tư thôi. Cái cách đầu tiên đó chính là bán công ty này đi. Và cái thứ hai là lên chợ hết, không còn cách thứ ba. Nha mọi người, rồi. Nhưng mà cái này mới là một cái câu một cái sự dằn co muôn thuở giữa hai bên này. Đó chính là vậy thì giá trị công ty của anh Phúc là bao nhiêu À Các anh chị em chúng ta là chủ doanh nghiệp ở đây này mọi người Chúng ta hiểu rất rõ về của mình đúng không Khi ai đó hỏi về giá thành hay và giá cả Của sản phẩm mình thì mình trả lời được ngay Nhưng bất ngờ có một người đến trước mặt mình và hỏi Công ty của anh có giá trị bao nhiêu Thì tự nhiên mình sững lại, mình suy nghĩ Mình không đưa được câu trả lời Cái thế là anh Phúc phải chạy đi tìm một cái đơn vị định giá chuyên nghiệp và anh Phúc trả 200 triệu và chuẩn bị một sắp hồ sơ báo cáo tài chính, sổ hồng, máy móc thiết bị vân vân, tất từng tập hồ sơ công ty cho người ta và sau đó người ta một thời gian người ta trả được kết quả dày một sắp như vậy cuối cùng chốt lại định giá là 50 tỷ. Và anh Phúc vui mừng chạy lại cầm anh thủy nói đây công ty của tôi là 50 tỷ. Thế là anh thủy, sau khi đọc xong qua cái định giá này thì nó ok, hợp lý. Anh Thủy mới ra một cái điều như vậy nè cả nhà. Như vậy thì công ty của anh có giá trị là 50 tỷ đúng không? Thì tôi sẽ đầu tư cho anh 10 tỷ đồng để đổi lấy 20% cổ phần công ty anh. Theo mọi người có hợp lý không ạ? À? Không, Đúng rồi. Ai thấy hợp lý à? Đúng rồi. Bởi vì sao mọi người? À bởi vì bình thường công ty của anh Phúc đã có giá trị là 50 tỷ đồng. Nhưng bây giờ nhà đầu tư đầu tư vô 10 tỷ đồng để đổi lấy 20%. Như vậy đúng thật sự thì 100% là 50 tỷ. Không sai. Thế nhưng mà như vậy thì rõ ràng là không có anh Thủy. Thì công ty vẫn có giá trị 50 tỷ. Sự xuất hiện của anh Thủy không làm tạo ra giá trị thẳng dư cho công ty. À nhắc tới cái chỗ này là giá trị thẳng dư mọi người lưu ý. Công ty của chúng ta khi tạo ra nó nó có hai thứ tạo ra tiền đó chính là thằng dư đó chính là lợi nhuận đó cả nhà cái cái thằng dư đầu tiên đó chính là lợi nhuận chúng ta bán cái chai nước này nè cả nhà cái chai nước này giá vốn chúng ta là 10 đồng chúng ta bán nó 15 đồng 5 đồng đó chính là thẳng dư 5 đồng nó có được là thông qua toàn bộ là sức lao động và sáng tạo của toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên thông qua giá trị về con người đấy, của con người đấy, chính vì vậy, lợi thế của Việt Nam là những công rẻ, nhưng Việt Nam đang dần mất lợi thế này rồi cả nhà, tính giai đoạn này là gần như sắp mất lợi thế này rồi, rồi như vậy quay, quay trở lại vậy thì chúng ta cùng cái thặng dư khác đó chính là thặng dư từ chính giá trị công ty của chúng ta thông qua cái cổ phần cổ phiếu đấy, thì mọi người thấy cái cách thức lúc nãy không liên tục qua mỗi vòng vốn thì nó đều tăng trưởng thặng dư và mọi người biết cái giá trị này nó được luật kế toán công nhận Tại cái thằng dư này nó nằm trong phần vốn chủ sở hữu đó cả nhà Dưới phần vốn điều lệ nó không có thằng dư vốn cổ phần ở đó Mà lâu nay mọi người đọc nó mọi người không hiểu thì nó Nó chính là sức mạnh rất là mạnh mẽ Để tăng cái giá trị này Rồi như vậy thì không được Bởi vì đó chính là cái điều để mọi người Tất cả các nhà đầu tư đều biết là doanh nghiệp không đủ bảo vệ mình ở cái chỗ này Nên họ liên tục xoáy vô cái giá nào này nè Và họ bắt doanh nghiệp phải bán với cái giá bây giờ mà doanh nghiệp mình quên rằng chúng ta nếu mà chúng ta dùng cái tiền này nè để chúng ta tiến tới tương lai thì chắc chắn giá trị doanh nghiệp của chúng ta sẽ cao hơn 50 tỷ rất là nhiều. Và chúng ta không thể bán với cái giá bây giờ được Đúng không mọi người? Đó Như vậy thì Mở ra một cái cách khác Mở ra một cái điều này nữa nè Vậy giả định nha mọi người Giả định ngày hôm đó thì anh Phúc rất là hiểu về kiến thức tài chính Và hiểu được giá trị công ty của ảnh Và ảnh đạp công ty của ảnh lên giá 200 tỷ luôn Và ảnh bảo vệ rất là tốt Sự công ty này rất là tiềm năng Bởi vì cái mô hình kinh doanh của nó rất là chặt chẽ và logic Thì đây là một cơ hội rất là béo bở cho anh Thủy Và anh Thủy là nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì không thể bỏ được điều này như vậy thì hỏi mọi người nha Nếu như mà định giá công ty này 200 tỷ Và anh Thủy đưa vô 10 tỷ thì lấy có 5% thôi Rất là thấp Nhưng mà anh Thủy không bỏ điều này Và anh Thủy quyết định là sẽ dẫn vào điều này Thì sau đó thì anh Phúc Anh quay về và anh nghĩ là mình thắng rồi Mình đã đàm phán rất là thành công Và nhà đầu tư đã lấy một số tiền một to đùng Lấy cái cổ phần rất là nhỏ Nhưng có biết là anh Thủy là một người Rất là hiểu về đầu tư Và trong hợp đồng thỏa thuận đầu tư Anh, anh Thủy gài một số trang mười mấy một cái điều kiện, trang trăm mười mấy cái điều kiện, trang hai trăm cái điều kiện. Từng điều kiện thì nó không có gì hết. Nhưng mà khi mà tất cả các điều kiện này nó hợp lực lại với nhau, thì nó là câu chuyện của trứng sạch bao hưng đấy cả nhà. Nó là câu chuyện của Hoàng Mỹ đấy cả nhà. Nha. Bởi vì công thức này là cả nhà V bằng BE nhân với KBI, Tức nghĩa là V là giá trị công ty của anh Phúc đấy. Thì nó bằng với BE như với KBI, Anh Phúc muốn công ty anh to đùng đúng không? 200 tỷ đúng không? Ok đồng ý luôn. Nhưng mà nó sẽ bằng với KPI mà anh phải cam kết trả cho anh Thủy Và anh Thủy biết chắc rằng một năm sau anh không bao giờ đạt được KPI đó Và nếu anh không đạt được KPI đó thì giống như trứng sạch hôn Một là trả lại 32,5 triệu đô đó và Cộng với cái lãi xuất phạt bằng với IR là 22% Còn nếu không có tiền trả đúng không? Rồi có option thứ hai đưa đây 51% cổ phần Đúng không ạ? À? Trứng sạch hôn phải đâm đơn kiện lên tổng thủ tướng luôn đấy Đó, rồi Đây Thì ngày hôm nay mọi người thấy cái điều này á, cái điều này nó rất là mới đối với các doanh nghiệp Nhưng nó lại rất là cũ đối với các quỹ đầu tư Thì đây là một cái ví dụ này cả nhà, mọi người biết người này không? Ông tên là Jimmy Choo và ông là một nghệ nhân đóng giày người Malaysia Ông rất là nổi tiếng Giày của ông đóng cho công ty Diana này Cho những diễn viên hàng đầu của Hollywood, Bollywood và Hoa Đáng Và cả Việt Nam luôn Và ông sở hữu cái công ty giày Jimmy này Và ông sở hữu 50% cổ phần của nó Và đến một ngày có một cái công ty nó tên là Fornax Equity Partner và đến nó trả 10 triệu bảng Anh để nó mua đứt toàn bộ cổ phần của Jimmy. Thì giống như tất cả chúng ta ngồi đây nè cả nhà. Thì khi mà có một cái định chế lớn họ đến và họ đặt vấn đề với mình đấy. Đầu tiên Jimmy sẽ sợ mất mọi người. Nghĩ là nếu mình chần chừ không quyết thì có khi mất cái điều này. Đó là tâm lý sợ mất là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là Jimmy nghĩ rằng bây giờ mỗi một ngày là đang lụm bạc cắt. Tức là bán từng đôi giày, từng đôi giày. Thì biết bao giờ mà có được một cái cục 700 tỷ như vậy. Và cái tâm lý thứ ba đó chính là ngày hôm nay đang làm ăn được, chưa chắc gì một năm sau làm ăn được, hai năm sau làm ăn được, khủng hoảng kinh tế. Và Jimmy rất là giỏi vì thấy là tiền tăng rẻ và chắc chắn là đang vô làn sóng vay nợ. Và khi mà đỉnh điểm thì sáng lòng cụ xảy ra là bùm, lãi suất điều hành giảm, lãi suất huy động giảm, lãi suất cho à tăng, 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 giá giá tiền tăng lên thì lúc này là rồi. rồi. Thế là Jimmy quyết định bán như vậy thì uh, sau đó thì mọi người có biết là đây GAB của Đức nó đã tái cái cấu trúc cái công ty này Sau đó IPO công ty này với mức vốn hóa là bao nhiêu mọi người biết không? 877 triệu đô Nhưng mà chưa dừng lại Sau đó thì họ bán cho bay của co Với mức vốn hóa là 1,2 tỷ Thì cái ngày mà chúng ta bán là 10 triệu bản Sau đó người ta bán là 1,2 tỷ Thì mọi người là chưa chuyên... Tiếc đúng không? Nhưng mà chúng Đó chính là cái, cái bài ra ở đây rồi. nếu như chúng ta đang vận hành doanh nghiệp của mình với góc độ là một người chủ doanh nghiệp giống như chúng ta ngồi đây thì chúng ta chỉ có một sản phẩm để bán thôi cả nhà đó là cái chai nước này nè hay đó là cái sản phẩm dịch vụ mà mọi người bán mỗi ngày đó nhưng nếu chúng ta vận hành doanh nghiệp với góc độ là một quỹ đầu tư một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm để bán cái đầu tiên đó là vẫn là cái đó nhưng cái thứ hai đó chính là giá trị công ty của mọi người và cụ thể là thông qua cổ phần cổ phiếu đây là mọi người đây là một bên là thị trường tiền tệ này đó, đây là công ty của anh Phúc có vốn điều lệ là 5 tỷ. Sau đó anh Phúc cầm cố cái sổ hồng đến ngân hàng vay số tiền là 20 tỷ để mà mở bốn cái cửa hàng trên khắp bốn thành phố lớn là Cần Thơ, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội. Và thế là mọi người thấy không, cái công ty này giá trị là bao nhiêu cả nhà? Nếu theo cái phương pháp định giá tài sản rồng đơn giản nhất đấy, thì giá trị công ty của anh Phúc lúc này là sẽ bằng tổng tài sản trên bạn có nói kế toán đúng không? Là 25 tỷ trừ đi tổng nợ là 20 tỷ thì có 5 tỷ thôi, giống như lúc đầu thôi, và như vậy thì lúc này anh Phúc là chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi này. Như vậy thì anh Phúc cũng có cái giá, số tiền là 5 tỷ thôi. Thế nhưng mà bên kia, đây anh Phúc cũng như lúc đầu. Nhưng anh Phúc là công ty cổ phần và anh Phúc đến một cái chiến lược đó chính là kêu gọi nhà đầu tư. Và anh Phúc gọi vốn nhà đầu tư vào 20 tỷ cho 20% cổ phần. Như vậy nếu như nhà đầu tư đồng ý đầu tư vào công ty này với giá trị như vậy. Thì lúc này định giá vốn hóa của công ty này là 100 tỷ. Thì như vậy anh Phúc đang là người sở hữu. 80% cổ phần của một cái doanh nghiệp vốn hóa là 100 tỷ thì như vậy cái cái vốn hóa của, của anh Phúc đang sở hữu là bao nhiêu cả nhà? Đúng rồi. 80 tỷ. Đây. Mọi người thấy không? Nhưng mà nếu như chúng ta muốn nhảy từ bên tay trái qua bên tay phải thì chúng ta phải bắt buộc bỏ một cái thứ cái bên duy sở hữu đúng mà tất cả đất tật trong công ty này anh Phúc quyết hết. Không phải hỏi ý kiến hay hết. Nhưng mà bên kia công ty này không phải riêng một mình anh Phúc quan trọng nhất là làm sao anh Phúc có thể kiểm soát được quyền kiểm soát của mình trong công ty này thôi và như vậy thì đấy mọi người thấy không muốn nhảy từ bên đây qua bên đây là phải bỏ được tư duy sở hữu sang tư duy kiểm soát và mọi người có biết rằng là công ty của mọi người ấy, nó y chang như đứa con của mọi người vậy đó con của mọi người có giấy khai sinh không có căn cứ công dân có công ty của mọi người có có đăng ký kinh doanh có mã số thuế con của mọi người có thực sở hữu tài sản không công ty của mọi người vẫn được sở hữu tài sản được tủ đất đai máy móc thiết bị xe cộ bình thường con của mọi người có thể cưới vợ sinh con không công ty của mọi người vẫn có thể liên doanh và mở công ty con con của mọi người có thể mở tài khoản ngân hàng được không con công ty của mọi người cũng vẫn mở tài khoản ngân hàng như vậy thì nó có tư cách pháp nhân độc lập với người tạo ra nó mà chúng ta tất cả công ty ở việt nam chúng ta đa phần là chúng ta là công ty gia đình và nó tồn tại nó gắn chặt với lại cái người sở hữu ra nó thì cái sinh mệnh của người này như thế nào thì nó như vậy nhưng mọi người có biết ở nước ngoài để mọi người các công ty đó tồn tại hàng trăm năm hàng trăm năm cái người tạo ra nó đã mất mấy đời rồi mà nó vẫn tồn tại bởi vì mọi người có biết sao không đó nó đi theo bên tay này và mọi người có biết rằng 100 người danh sách 100 người giàu nhất thế giới đấy tất cả họ đều có một cái điểm chung thôi mọi người đó chính là họ đã và đang sở hữu ít nhất một công ty đại chúng đúng không cái việc sở hữu công ty niêm yết, công ty đại chúng đó là cái cách thức mà những tỷ phú này tạo ra một khối tài sản khổng lồ mà được cả thế giới công nhận. Và mọi người nhìn ở ngoài kia kìa, tất cả những cái tài sản khổng lồ, vĩ đại. Ở cái Sài Gòn này thì nó lên mắt 81 đấy mọi người. Và mọi người nhìn vô nó nó ồ, tòa nhà của anh Vượng vĩ đại quá, đại diện tự hào Việt Nam. Nhưng mọi người có biết đó có phải của anh Vượng không à? Không, đó là của Vingroup. Vingroup là công ty đại chúng, đó là sức mạnh của tập thể. Chính đại chúng làm cho giá trị cổ phần của anh Vượng mới lên được như vậy. Có đúng không Đây là cái cách mà chúng ta vẫn vận hành doanh nghiệp mỗi ngày này mọi người. Đây, chúng ta có được một khoản tiền sau thời gian tích lũy và chúng ta mở cái cửa hàng đầu tiên và chúng ta có được cái cục lợi nhuận S1. Sau đó thì chúng ta dùng cái cục lợi nhuận S1 này chúng ta cộng như cái sổ hồng. Chúng ta vay nợ ngân hàng và chúng ta mở cái cửa hàng thứ hai và chúng ta có được cục lợi nhuận S2. Sau đó thì chúng ta lấy cái cục lợi nhuận S1, S2 này này, chúng ta cộng thêm cái sổ hồng nữa và chúng ta mở cái cửa hàng thứ ba. Và như vậy đấy thì anh Phúc khi mà anh đến một cái sự kiện như vậy này tất cả mọi người đều rất là kính nể ảnh đều đứng lên nhường ghế cho ảnh bởi vì mọi người thấy anh này là một ông chủ có một cái chuỗi hệ thống cửa hàng rất là hoành tráng tại việt nam và quá quá dữ dằn thế nhưng mà chỉ có anh phúc biết ảnh có một cái bệnh thôi cả nhà đó là ảnh không có tiền mặt bởi vì toàn bộ tiền mặt của ảnh nằm đây này cả nhà đúng mà cục lợi nhuận s 1 s 2 s 3 nằm vô đây hết và điều gì xảy ra nếu như một cái cơn bão thổi qua mà tình covid 6 tháng trời lock cao toàn bộ hệ thống cửa hàng S1, S2, S3 này và không có được cục lợi nhuận nào cả. Thì sau đó là anh phá sản. Đó là lý do tại sao sau đại dịch có rất nhiều các doanh nghiệp phá sản là như vậy. Bởi vì đó là triết lý đầu tư của Nhật Anh luôn. Là Nhật Anh sẵn sàng đầu tư cho một doanh nghiệp mà có lợi nhuận âm nhưng mà dòng tiền dương. Chứ không đầu tư vào một doanh nghiệp có dòng lợi nhuận dương nhưng mà dòng tiền âm. Bởi dòng tiền nó mới quyết định sức mạnh thực sự của doanh nghiệp. Lợi nhuận trên giấy tờ thôi mọi người. Còn đây là chiến lược về thị trường vốn. Điển hình đó là Uber đi mọi người. ha à, rồi, bắt đầu từ một ý tưởng, sau đó bắt đầu kêu gọi nguồn lực về vốn. Họ đi Uber. Và họ khác với các doanh nghiệp đi theo cơ chế thị trường như chúng ta. Tức nghĩa là nếu chúng ta, đó mọi người, mọi người hình dung này, là nếu như mà chúng ta chỉ có hợp đại hội quản trị để chúng ta giao cái chỉ tiêu là năm nay chúng ta sẽ tăng trưởng 20% đi. Và như vậy thì giả định bây giờ là cuối năm mà chúng ta và chúng ta họp hội đồng quản trị và chúng ta chúc mừng năm nay chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và chúng ta sẽ giữ lại chúng ta sẽ chi cổ tức 70% và chúng ta giữ lại 30% để tái đầu tư thì như vậy như anh hỏi mọi người là bao lâu cái công ty quanh phúc sẽ tăng được gấp đôi giá trị gấp ba giá trị hay gấp vài chục lần giá trị à rất lâu đúng không ạ? nhưng mà cái cách này thì chúng ta kêu gọi nguồn lực về vốn sau đó thì chúng ta đưa ra một cái và đích đó chính là chúng ta phải đưa ra cái mục tiêu là cái ngày IPO chúng ta dự định là vốn hóa bao nhiêu và như vậy thì chúng ta bắt đầu kêu gọi nguồn lực về vốn và đối với Uber họ đưa ra một kế hoạch là 120 tỷ đô. Nhưng thực tế cái ngày họ IPO thành công đó là 82 tỷ, nó cũng rất thành công rồi cả nhà. Và như vậy thì ai đầu tư cho họ giai đoạn này thì có được cục X tiền. Và cứ như vậy, à họ đến Việt Nam họ kêu gọi tiền, họ mở Uber Việt Nam và đến Indo kêu gọi tiền mở Uber Indo và đến như vậy. Họ triển khai Uber đến khắp thế giới. Và những doanh nghiệp đi theo chiến lược này thì họ không bị giới hạn về nguồn vốn và mọi người thấy là high risk high return đó. những ai đầu tư cho họ giai đoạn đầu thì tỷ suất lợi nhuận rất là cao đó là lý do tại sao một CEO của Uber đánh bại hàng ngàn taxi truyền thống trên thế giới và đây là mọi người đây là tên của những cái con người đầu tư cho Uber những ngày đầu tiên thì đây là Sion là Scott Bannister này ông đầu tư 5.000 đô à 50.000 đô là hơn 1 tỷ đồng thôi mọi người thì cái ngày mà Uber IPO thành công thì ông có được là 6.000 tỷ đó là tỷ suất lợi nhuận trong những thế giới đầu tư thiên thần rồi chúng ta phải biết cách quan trọng nhất là chúng ta phải biết upside cái nhà đầu tư của chúng ta lên chứ không thể nào suốt ngày chúng ta gọi vốn hết cá nhân này đến cá nhân khác thì lúc này công ty chúng ta nhỏ hoài và rất là rủi ro hả mọi người ha và hơn thế nữa là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải biết cách kiểm soát cái của chúng ta trong công ty này chúng ta phải có một cái lộ trình tài chính đó chúng ta chúng ta phải biết rằng chúng ta sẽ gọi vốn qua bao nhiêu vòng và từng vòng chúng ta pha loãng bao nhiêu phần trăm còn nếu không chỉ qua một hai vòng là chúng ta mất công ty luôn đây đây là một cái đồ thị cho mọi người thấy rằng những cái công ty mà top Fortune 500 là những công ty tỷ đô của Mỹ đó cả nhà. Mà đi theo chiến lược của thị trường bình thông thường đó thì phải mất ít nhất 20 năm mới trở thành công ty đại chúng, à, mới trở thành công ty tỷ đô. Nhưng mà những công ty đi theo chiến lược về cơ chế vốn này thì chỉ cần có Google mất 8 năm này, Facebook mất 5 năm, Tesla mất 4 năm, Uber mất 2 năm, Snapchat mất có 5 năm rưỡi. Và cái gần đây trở thành unicorn khi mà nó còn chưa làm xong trang web luôn. Điều này cho mọi người thấy một cái điều gì mọi người biết không? Đó chính là cái sự cạnh tranh ở ngoài kia nó đang rất là khốc liệt. Các công ty non trẻ nó đang phát triển rất là nhanh. Và đó là lý do tại sao mà các tập đoàn lớn đấy. Bởi vì người ta nói qua mặt nhau là turning point, nó qua nhặt nhau là khúc cua. Chứ không phải đi đường thẳng. Do vậy đại dịch nó làm thay thị trường rất là nhiều. Các công ty nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn, cơ cấu không có cồng kềnh thì ngày càng phát triển nhanh hơn. Đó chính là các xu hướng các tập đoàn lớn hiện nay họ đang mở chi nhỏ ra. Họ đang chi nhỏ các mảng của họ ra trở thành các công ty khởi nghiệp nhỏ để họ có tăng tốc kịp với thị trường đây là con chim của chúng ta này, con chim là doanh nghiệp của chúng ta. Thì chúng ta lâu nay chúng ta vẫn là đi theo cơ chế thị trường thông thường, à, chúng ta vẫn ngày ngày chúng ta tập trung bán cái sản phẩm, thì đó là điều rất là đúng rồi. Tuy nhiên mà ngày hôm nay nếu chúng ta hiểu được một cái cánh khác đó chính là sức mạnh của nguồn lực vị vốn, chúng ta biết cách chúng ta kêu gọi vốn, chúng ta đẩy mạnh, chúng ta nhân bản phủ sống thì cái hệ thống của chúng ta, chúng ta đóng gói và niêm yết công ty chúng ta lên thị trường chứng khoán, thì giá trị công ty của chúng ta sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Nhưng mọi người nên nhớ rằng một điều đó chính là à cái huy động vốn này nó phải phục vụ cho cơ thể thị trường chứ không thể chạy sang một cái một cái nơi khác như vậy thì nó là sử dụng vốn sai mục đích đó cả nhà Nhá. Yeah. rồi thì như vậy thì mọi người thấy rằng ở Việt Nam chúng ta hiện tại là có hơn gần 900 ngàn doanh nghiệp nhưng mà định hướng chỉ trong khoảng 1 hai năm nữa là chúng ta sẽ có gấp đôi số lượng doanh nghiệp và điều gì xảy ra nếu như mà chúng ta không áp dụng chiến lược này thì không sao hết thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ đến với ba cái kết này thôi một đó là à, đóng cửa giải thể nếu kinh doanh không hiệu quả Thứ hai đó chính là chúng ta có nguy cơ à, không có thế hệ kế thừa. Bởi vì nếu một, một, ngày chúng ta gọi con chúng ta lại và nói rằng đây là, ba có một cái cơ nghiệp để lại cho con nhưng nó nói rằng đó là ước mơ của ba chứ không phải ước mơ của con. À, đó là chuyện xảy ra với rất nhiều ngoài kia. Và thế là cái kết thứ ba có thể xảy ra đó chúng ta bị thâu tóm và sắc nhập. Nhưng cái kết thứ ba này còn tốt nha mọi người. Có nhiều anh em khi chúng ta mở công ty chúng ta đã định hướng cái này ngay từ đầu đấy. Chúng ta làm công ty thật mạnh lên và chúng ta sẽ bán lại cho đối thủ cạnh tranh cạnh tranh mạnh nhất trên thị trường. Đấy. Rồi, Chúng ta muốn tự mình triển khai hay là chúng ta muốn để tổ chức khác mua lại và triển khai à? Giống như trường hợp của Jimmy Choo đấy mọi người. Đúng không ạ? À? Jimmy không làm được, nhưng người khác thì làm được. Rồi, và cái thứ tiếp nữa đó là điều gì sẽ ra nếu đối thủ của chúng ta biết trước sức mạnh của cái thị trường vốn này? À, đó là câu chuyện của con cưng. Mọi người thấy trước đây con cưng trong cái thị trường mẹ và bé có rất nhiều thương hiệu đúng không? Bibo, Mart, con cưng, rồi rất nhiều các thương hiệu khác nhưng con cưng đã đi theo chiến lược này trước con cưng gọi vốn qua bốn vòng huy động được 106,8 triệu đô và con cưng mở loạt cửa hàng trên quốc lộ 1A phủ sóng dày đặc và mọi người thấy con cưng phát triển mạnh cái nào vào nhiều thương hiệu khác tự nhiên thấy biến mất tiêu đúng không ạ rồi điều gì xảy ra nếu như mà chúng ta triển khai trước đối thủ của mình à chúng ta có thể làm được điều này đó chính là thâu tấm ngược mọi người có thấy trước năm 2015 nghìn mọi người Vingroup không có thì không có cái mạng kinh doanh bán lẻ khi mà Vingroup chính thức nhảy vào thị trường kinh doanh bán lẻ thì bắt đầu năm 2015 đấy họ mới gọi vốn các nhà đầu tư cá nhân để họ thâu tóm toàn bộ hệ thống Ocean Mart Hà Nội. Sau đó vòng vốn tiếp theo là họ vào Sài Gòn, họ thâu tóm toàn bộ hệ thống Maximart ở trong Sài Gòn là một cái chuỗi phát triển hàng mấy chục năm là con cá lớn đó mọi người. Con cá của Vincom Retail nó chỉ có năm 2015 thôi, vốn điều lệ có một triệu đồng thôi. Sau đó ở vòng vốn tiếp theo á, họ mở một ngàn cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước và họ công bố báo chí là lỗ 135 triệu đô nhưng đó là tiền của ai lỗ cả nhà Nhà đầu tư đúng không ạ à? Công ty mẹ bỏ vô có 1 triệu vốn điều lệ thôi Sau đó thì mọi người có biết Nhưng mà đồng thời họ công bố báo chí là họ sẽ IPO Với mức vốn hóa là 713 triệu đô Nhưng thực chất cái ngày họ IPO thành công Của hệ thống này nó là 740 triệu đô Và sau đó một năm Lên 2,8 tỷ Và sau khi bán cho Masan thì lên 3,2 tỷ và sau đại dịch Covid vào tháng 12 năm 2021 đến mọi người thì cái chuỗi hệ thống này được định giá 8 tỷ đô đó chính là lý do Vinfast là bậc thầy của chiến lược này và Vin Vin à, VinGroup gần đây nhất là Vinfast IPO đấy mọi người thấy không? Rồi OK thì à, đấy vừa rồi nhà anh mới chia sẻ với mọi người thì à, cái thời gian nó không cho phép nhà anh chia sẻ thêm được nữa thì chỉ chúc lại với mọi người một điều thôi đó chính là lâu nay á, à, mọi người vẫn nghĩ là IPO đi làm cái gì đó rất là xa vời đúng không? Nó là cái gì đó chỉ dành cho những tập đoàn thôi nó không phải dành cho chúng ta nhưng mọi người có biết ở Singapore đấy mọi người cái công ty rửa chén thuê người ta cũng IPO được, cái công ty bán cá chọi người ta cũng IPO được, cái công ty bán cá viên chiên người ta cũng IPO được, cái công ty cà phê 1 đô người ta cũng IPO được, chỉ cần có một chiến lược thôi. Và như vậy thì đó là một cái xu hướng tất yếu, bởi vì nếu như mọi người cứ lệ thuộc vào nguồn vốn từ ngân hàng thì mọi người không có đủ đâu cả nhà. Và đặc biệt ngân hàng thì mọi người chỉ nên trong cấu trúc về tài chính ấy, thì mọi người chỉ nên dùng nó để hỗ trợ cho cái những cái nhu cầu vốn ngắn hạn là dưới 12 tháng thôi, còn nguồn vốn nhu cầu dài hạn thì nên là nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua kêu gọi đầu tư vâng và rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ